có cái anh đó ở quê, anh đi lò mang xoa, lò mô tích ở trong Phú Quốc đó. Thì anh ro đổ nó, anh đi lò nó thì chẳng may anh bị bệnh sốt rác. Thì khi anh bị bệnh sốt rác thì không biết ơ bà không nữa, mới kêu là lái hơi lọn lông lận rừng đem xác lại nhũ. Thì anh sẽ thấy chụp cái thằng quỷ mô bà không ốc thiệt. Cái thì anh mới nhắn tin về cho mẹ ở quê. Anh nhắn tin mà cái thời này cái thời điện thoại cục gạch, chứ phải smartphone như trừ đâu mà viết cho nó, nhắn tin cho nó có giáo. Thì anh mới nhắn gì cho mẹ là: mẹ ơi, con bị bệnh sốt rét, người ta bảo lái hơi lọn lông lận rừng xét uống sẽ hết, mẹ cố gắng gom góp cho con. Thì bà mẹ ở quê nghe con nói như rứa, thương con cũng cố gắng là đi gom góp mà đỡ cho ổng. Ba ngày xa thì cũng gom góp mua được nhấm rồi. Thì mới gửi vô cho anh. Thì gửi vô cho anh sang thì anh đem anh đi căng là anh căng được có lọn rưỡi chứ mẹ. Thiếu mất. Thì anh mới nhắn tin gì cho mẹ: mẹ ơi, họ bảo hơi lọn lông lận rừng, giờ chừng này thì thiếu mất rồi. Cái thì mẹ anh mới trả lời: thôi con ơi, mẹ lấy của mẹ hết sắc quả có gì rồi, kể có bằng của con nữa mà mới được có chừng nữa đó. Thôi con xét uống đỡ đi, chứ mẹ cũng thua. Mẹ lấy của mẹ hết sắc quả có gì rồi, kể có bằng của con nữa mà mới được có chừng nữa đó.